vui được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SVTV của chúng tôi ngày hôm nay. Tin cực nóng xin gửi đến quý vị thông tin liên quan đến CEO Phương Hằng. Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều những việc làm thầm lặng của vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị cũng đã nắm bắt được phần nào. Thưa quý vị thân mến, cho đến thời điểm hiện nay, mọi thông tin chính thống từ cổng thông cáo báo chí về nữ CEO Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được công bố, nhưng không vì thế mà làm khán giả nản lòng. Đơn cử chúng ta luôn thượng tôn pháp luật, tôi vẫn luôn dành thời gian sau những giờ làm việc chỉ để tìm tòi dữ liệu về đại nam, về nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Bởi trong sâu thẳm tôi luôn một lòng ngưỡng mộ và trân quý những việc làm âm thầm mà không hề dễ ai trong mỗi chúng ta có thể làm được như chị. Dẫu biết rằng những việc làm thiện nguyện của vợ chồng bà Phương Hằng tuy chẳng thể giúp đỡ được hết những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhưng cũng đã phần nào xoa dịu đi những mất mát mà họ phải gánh chịu. Người ta làm việc thiện thì đào tạo bốn lớn, còn vợ chồng ông chẳng cần ai biết, cũng chẳng muốn ai hay, chỉ mong muốn những sự đóng góp của mình có thể là một điều gì đó cho những mảnh đời cơ cực, bệnh tật và thiếu thốn. Bởi nên tiếng lòng dân luôn thôi thúc không ngừng. Chúng tôi xem như đó là sứ mệnh nhỏ để tôi luôn vững vàng, kiên định dù bất luận mọi điều bỏ qua những tai tiếng, những điều dị nghị và những gì đã xảy ra với nữ CEO Phương Hằng trong suốt thời gian qua. Với vị thế là bà chủ khu du lịch Đại Nam, nữ đại gia CEO Phương Hằng có tấm lòng bác ái, thương yêu đồng loại và sống không chỉ riêng mình. Và điều tất yếu, nếu không có drama thì mới ai biết đến bà, đặc biệt là những việc làm từ thiện mà CEO Phương Hằng cùng người chồng là doanh nhân Huỳnh Uy Dũng đã từng làm. Những việc làm đó là những việc làm thầm lặng đóng góp cho cộng đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, khiến nhiều người không khỏi nghiêng mình. Đó là những việc làm thiết thực, ý nghĩa và nhân văn mà hiếm có một doanh nhân, doanh nghiệp nào làm được. Những đóng góp của chị là những đóng góp lợi ích cho xã hội, góp phần hữu ích cho người dân và các chiến sĩ bộ đội được kể đến như sau. Năm 2000, vị đại gia Dũng Lò Vôi và cũng là chủ khu du lịch Đại Nam cũng đã tặng cho trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định số tiền là 6,5 tỷ đồng, cộng với 2 tỷ ngân sách nhà nước để xây dựng ngôi trường khang trang. Các thế học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường luôn nhắc nhở nhau lòng biết ơn về một con người rộng rãi, vô điều kiện, một hành động trượng nghĩa vô bờ bến. Năm 2013, chị đã trao tặng vườn cao su có trị giá hơn 170 tỷ cho bộ đội Trường Sa. Trên thực tế, việc hiến đất cho cơ quan chính quyền nhà nước là những việc rất hiếm gặp trong xã hội. Đồng thời, chính vì vậy, việc làm của chị như một ngọn lửa thổi bùng đến trái tim yêu nước cho mỗi con người Việt Nam trong thời điểm ấy, hướng về biển đảo Trường Sa ruột thịt, động viên tinh thần cho các chiến sĩ tiếp tục canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nước Việt. Ngoài những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sa, năm 2016, chị cùng với người chồng là doanh nhân Huỳnh Uy Dũng đã thành lập nên quỹ từ thiện Trái tim hằng hữu. Đây là hội từ thiện tim lớn nhất tại Việt Nam từ trước cho tới nay, với mong muốn chữa lành những con tim tật nguyền của những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình đã mang lại sự sống cho hàng trăm đứa trẻ có bệnh tim bẩm sinh. Những nghĩa cử cao đẹp của chị được ví như một vị Bồ Tát sống trong mắt những đứa trẻ cơ nhỡ khó khăn. Bởi chị là người tái sinh sự sống cho những đứa trẻ, để cứu giúp sự sống đối với những người dân không may bị tai nạn giao thông với những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo và cần cứu giúp. Chị và chồng đã thành lập những chương trình giờ vàng, chương trình giờ vàng liên kết với ba bệnh viện bao gồm Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bình Định và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Những việc làm của vợ chồng chị đã phần nào nói lên những tâm tư và tình cảm của mình cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Miền Tây là khu vực còn thiếu nước ngọt, nhưng để có được nước ngọt sinh hoạt, người dân phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nước ngọt từ các xà lan, xe bồn về sử dụng. Cũng chính vì đời sống thiếu thốn nước ngọt, vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng đã hỗ trợ hệ thống lọc nước mặn Thánh Nước Ngọt có công suất khoảng 500 mét khối, trên một ngày đêm với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng, món quà thấm đượm tình người, đã được trao tặng cho bà con miền Tây vào trung điểm mùa dịch Covid tháng 5 năm 2021. Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng Phương Hằng đã ủng hộ 1.000 tỷ vào quỹ phòng chống Covid của nhà nước qua việc hiến 4 hectare đất để Bình Dương bán đấu giá lấy kinh phí chống Covid-19. Những gì mà nữ CEO Phương Hằng đã đóng góp đó chưa phải là tất cả để khép lại một hành trình từ thiện. Và có lẽ mọi người chỉ biết đến một Phương Hằng qua việc tố giác thần y, qua những vạch trần góc khuất, ca nghệ sĩ trong giới showbiz mà ít ai biết đến. CEO Phương Hằng có tấm lòng từ bi hỷ xã, một người phụ nữ vừa có tâm, vừa có tầm tài sắc vẹn toàn.
Chị là một người khác biệt hơn những gì đặc biệt, vì chị là người phụ nữ hào hùng, có khí thế mãnh liệt và tố chất hiên ngang giữa cả biển người. Và có lẽ chỉ là một thiên sứ mang sứ mệnh diệt ác trừ. Thưa quý vị, đến nay, như chúng ta đã biết, những sự kiện trong vụ án drama đang rối bời vì những bài báo đăng tải như là thông tin tung hỏa mù nhằm gây rối loạn cư dân mạng và người dân. Chúng tôi xin nhắc lại vụ án drama nổ ra là do hai bên tranh luận và có những lời lẽ thiếu văn hóa. Tính từ đó đến nay, cùng gần 7 tháng, kể từ ngày 24 tháng 3, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, là ông chủ tịch Phan Văn Mãi đã ra lệnh cho tên thiếu tướng Lê Hồng Nam bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Điều hết sức vô lý khiến cho nhân dân cả nước bức xúc là tại sao tên chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi lại là người ra lệnh cho cơ quan công an? Tại sao không phải cơ quan công an là nơi xử lý vụ việc vi phạm hình sự hay tội phạm an ninh quốc gia, chứ đâu có liên quan gì đến cơ quan là Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh? Báo Quan Nhân dân đăng tải một bản tin với thông báo mới nhất từ cơ quan công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phiên xét xử vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng tại đây. Theo thông tin được Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết, phiên xử sẽ diễn ra nhanh chóng bởi có quá nhiều vấn đề từ môi trường bên ngoài có thể tác động, tung tin xấu, có quá nhiều kẻ xấu lợi dụng để chống phá tại thời điểm nhạy cảm này. Thật ra nếu bình tâm nhìn lại, toàn bộ vụ việc sẽ nhận ra ở đây dường như có bàn tay. Kịch bản của ông Huỳnh Uy Dũng tức Dũng Lò Vôi, một doanh nhân từng khoác sắc phục công an tỉnh Sông Bé trước đây, khi công luận đưa ra hàng loạt chứng cứ cho thấy vì ngờ vực mối quan hệ giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, khá bất ngờ là ông Huỳnh Uy Dũng vẫn bình tĩnh và cổ vũ bà Nguyễn Phương Hằng trong những livestream tố cáo Võ Hoàng Yên khi ấy. Nhiều người bỡ ngỡ rằng là bà Nguyễn Phương Hằng là siêu đại nam. Theo báo Quan Nhân dân đăng tải một bản tin với thông báo mới nhất từ cơ quan công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phiên xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Thông tin truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội 331 ắt hẳn đã đem đến nhiều góc nhìn, nhiều luồng cảm xúc cho người dân và cư dân mạng yêu mến nữ siêu đại nam. Vì dù gì đây cũng là tin tức không vui dành cho vị siêu Nguyễn Phương Hằng, một người vốn đã có nhiều cống hiến cho các hoạt động xã hội, không may vướng vào vòng lao lý. Nhưng pháp luật là pháp luật, tình cảm là tình cảm, mọi thứ phải luôn rạch ròi. Cả hai không thể nhập nhằng, vì thế chúng tôi đánh giá thông tin truy tố từ cơ quan chức năng là điều bình thường. Đúng pháp luật dựa trên thông tin mà báo chí đăng tải thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm khi hiện tại chưa phát hiện đồng phạm. Ở đây tạm thời yên tâm nha quý vị, vì trong bản văn bản này không điều tra kết luận là có hay không người giúp sức. Văn bản này cũng cho biết là có, mà cụ thể là 3 nhân viên cấp dưới của công ty Đại Nam, bao gồm ông Huỳnh Công Tân, phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, bà Lê Thị Thu Hà, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, luật sư Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim. Có tham gia hỗ trợ đồng phạm với bà Phương Hằng hay không? Báo chí đã cập nhật tin tức là họ cũng có những phát ngôn liên quan đến tên Hề Hoài Linh. Theo đó thì như vậy hai vị luật sư có phát ngôn không đúng, chứ không phải là phát ngôn xúc phạm. Như hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau, mức độ nghiêm trọng cũng khác nhau. Với thông tin mới này thì hoàn toàn yên tâm là bà Phương Hằng không xâm hại lợi ích của nhà nước và tổ chức mà chỉ vi phạm với cá nhân. Điều này khiến những người yêu mến bà thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cơ quan chức năng đã làm rất công minh, sai đến đâu xử lý đến đó. Bà Phương Hằng vi phạm với ba cá nhân là Vio, Henny, Hải Linh chứ không có nhân vật nào khác. Thông tin này cũng phủ nhận luận điệu xuyên tạc của một số thành phần chống phá nhà nước là bà Phương Hằng vượt qua làn ranh đỏ, đụng đến chính quyền mới bị bắt. Quyết định này của cơ quan chức năng còn cho thấy sự nghiêm minh. Việt Nam không phải là nơi vô pháp vô thiên, như một số đài truyền thông quá cảm với Việt Nam đang rêu rao. Kính thưa quý vị, sau bà Nguyễn Phương Hằng thì tới lượt ông Phan Văn Mãi bị sổ khám. Tô Lâm nhận định cầm tay Mãi vào lò, với những ai quan tâm tới kinh tin tức thời sự thì cái tên Phan Văn Mãi có lẽ không còn quá xa lạ gì nữa. Đây chính là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một ông quan mà suốt mùa dịch vừa qua được dân chúng nguyền rủa không thương tiếc vì có những chính sách chống dịch vô cùng thảm họa, gây ra vô số cái chết. Rất nhiều người, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, do ông Phan Văn Mãi đứng đầu lãnh đạo nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc phòng chống dịch COVID-19 và trực tiếp đưa gánh nặng lên vai của người dân, vô số gánh nặng mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Tưởng chừng sau một thời gian lắng xuống, ông Phan Văn Mãi, đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tưởng như đã yên thân thoát khỏi ngọn lửa thị phi. Nhưng thật không may, ông Phan Văn Mãi, đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
Giữa lúc tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào quên lãng, thì ông ta đã bị bà Nguyễn Phương Hằng lôi ra ánh sáng của dư luận. Cụ thể, bà Phương Hằng đã nhắc tới ông Phan Văn Mãi với lời oán trách kể công rằng ông Phan Văn Mãi bạc tình bạc nghĩa, hiểu nôm na, theo nghĩa đen của dân thường, thì ý của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Phan Văn Mãi người không biết trước, không biết sau. Và ông có một mối quan hệ khá thân mật với vợ chồng của bà Phương Hằng. Từ trước khi ông Phan Văn Mãi leo lên cái ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì vợ chồng bà Phương Hằng đã có nhiều lần giúp đỡ cho ông Mãi, có thể là tiền bạc lo lót cho các quan chức, cán bộ, bởi ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Phương Hằng, từng là đại biểu Quốc hội, là chỗ thân cận của ông Nguyễn Minh Triết. Nói cách khác thì ông Dũng là một tay đại gia đỏ có số má trong làng chính trị. Sau đó khi bà Nguyễn Phương Hằng réo tên vào trong lúc không thể ngờ tới, nên bà Phương Hằng đã vô tình một lần nữa đưa ông Phan Văn Mãi ra trước làn sóng phẫn nộ của dư luận. Cùng từ đó, làn sóng dư luận đã cam phẫn với cách chống dịch của ông Phan Văn Mãi. Mãi này, sau khi drama của bà Nguyễn Phương Hằng nổ ra, thì người dân càng thêm sự phẫn nộ lớn với ông Mãi. Hàng loạt những câu hỏi được người ta bàn tán xôn xao. Nào là ông Phan Văn Mãi đã nhận được từ bà Phương Hằng và ông Phan Văn Mãi làm cách nào để leo lên ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh? Ai là người chống lưng? Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Trước những ồn ào bàn tán xôn xao của dư luận về sự việc gia hạn tạm giam lần 3 của siêu Phương Hằng đã kết thúc nhưng vẫn chưa có thông tin gì, thì một vị luật sư đã lên tiếng giải thích vì sao quá hạn tạm giam mà chưa có thông tin gì về bà Phương Hằng. Đến thời điểm hiện tại, có nhiều cư dân mạng đang thắc mắc là đã quá hạn gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng mà vẫn chưa có một thông tin gì mới. Mới đây, luật sư Đinh Hạnh Nhân đã lên tiếng giải thích về điều này. Trên cơ sở pháp luật cụ thể như sau, căn cứ vào những quy định của pháp luật tốt nhất là chúng ta nên mừng. Thứ nhất, đối với quyền con người, căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, căn cứ vào Điều 14, 15, 16, căn cứ vào Điều 21, 22, 23, quyền của bị can, bị cáo, quyền của con người khi bị tạm giam, tạm giữ. Căn cứ vào đó, thì CEO Nguyễn Phương Hằng có quyền là yêu cầu cơ quan chức năng không công bố những cái quyết định của tòa hoặc là những quyết định của cơ quan chức năng cho cộng đồng hay là không cung cấp cho báo chí. Nếu như đây là những cái ảnh hưởng trực tiếp đối với xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đối với cộng đồng, thì việc kiểm soát cũng có quyền là không cung cấp cho báo chí hay là không cung cấp cho một số thông tin khác. Quyền hạn của báo chí thì được căn cứ vào luật tổ chức năm 2014 và căn cứ vào bộ luật tố tụng hình sự. Như vậy, căn cứ vào hai cái quyền hạn này thì Viện Kiểm sát có quyền không công bố cho báo chí thì đó cũng là chuyện bình thường. Luật sư Nhân nhấn mạnh với điều này nên bây giờ chúng ta thấy là mọi việc chúng ta nên là mừng. Cho nên là đặt ra câu hỏi tại vì đối với vụ việc của siêu Nguyễn Phương Hằng. Tới thời điểm này, kể cả mọi người thấy, hội đồng bào chữa kể cả các bộ trưởng cũng đã đưa ra trường hợp là không có cái luật nào quy định về trên mạng xã hội để phạt hành chính siêu Nguyễn Phương Hằng. Căn cứ vào cái điều đó hoặc là căn cứ vào Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì mọi người thấy cái điều 331 ở đây rất là hiếm và kể cả là kết vào khoản 2. Điều 331 thì rất là yếu, yếu vì không có đủ loại cơ sở, yếu vì không đủ là kết vào khoản 2. Từ chỗ đó, cơ quan chức năng thận trọng, cơ quan chức năng cũng trầm tĩnh và cơ quan chức năng cũng phải xử lý đúng đắn, nhưng mà phải đặt lòng dân thì đó mới là vấn đề quan trọng. Tại vì các vụ án này là các vụ án ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn, nếu mà bây giờ cơ quan chức năng mà xử không khéo, cơ quan chức năng mà xử không đúng thì nó gây ra ảnh hưởng rất là lớn đến cộng đồng và xã hội. Nên từ đó cơ quan chức năng, người ta làm chậm rãi từ từ, một cách chính xác, một cách đúng người đúng tội và kể cả là hợp lòng dân, thì đó mới là vấn đề quan trọng. Nên tới thời điểm này chúng ta chưa biết tin tức gì, chúng ta nên mừng, mừng ở đây là gì? Các kênh YouTube anti-fan cũng là tìm thông tin trước đâu ra một người bị tạm giam tạm giữ, cơ quan chức năng cũng cho cơ quan báo chí biết là một người bị tạm giam tạm giữ thôi. Tại vì nếu như mà cho phép tại ngoại là đúng theo quy định của pháp luật, nhưng mà nếu như người này ra thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến những vụ việc xung quanh, thì người ta vào giải quyết đúng pháp luật. Tại vì các điều kiện để xét tại ngoại thì bất ngờ người nào đủ điều kiện thì cơ quan chức năng có quyền xét và có quyền thay đổi biện pháp để điều tra, thay đổi biện pháp để tạm giữ một người bị tạm giam, tạm giữ một người được cho tại ngoại không cho báo chí biết, cái chuyện đó cũng rất là bình thường. Tới thời điểm này không có thông tin gì liên quan đến siêu Nguyễn Phương Hằng, chúng ta rất là vui.
Trong khi đó, thì mới đây, ông Dũng Lò Vôi cũng đã có một tuyên bố vô cùng mạnh mẽ liên quan đến việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện của giới nghệ sĩ. Ngay trong buổi giao lưu với khán giả tại trường đua Đại Nam, thì câu chuyện về quyên góp từ thiện của các ca nghệ sĩ tưởng chừng như đã kết thúc.